Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, công ty cổ phần Doris Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm Doris Whitening. Đây là dòng sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc, với việc sử dụng hoạt chất Seed White từ vỏ cây gỗ tùng vào quá trình làm trắng và dưỡng da đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân thủ đô và giới nghị sĩ Việt Nam. Không mang lại tác dụng tức thì như những loại mỹ phẩm hóa chất khác, các dòng mỹ phẩm thiên nhiên khi sử dụng về lâu dài sẽ giúp cải thiện làn da trắng sáng dần lên, phù hợp với mọi loại da. Để lựa chọn được dòng mỹ phẩm thiên nhiên an toàn, theo người phụ nữ này, điều quan tâm nhất là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Nếu như phụ nữ mà muốn đẹp và muốn trẻ lâu thì đòi hỏi là phải biết chăm sóc da. Thì cá nhân bản thân tôi là một người phụ nữ và thích làm đẹp ấy, thì cái điều đầu tiên mà tôi quan tâm đó là cái nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm. Cái thứ hai đó là cái nguyên liệu để sản phẩm ra cái sản phẩm đấy nó có an toàn hay không. Và cái thứ ba là cái sản phẩm có đầy đủ cái tem mác và các giấy tờ được phép lưu hành hay không. Và cái điều thứ tư đó là cái giá thành. Còn một yếu tố nữa là cái sản phẩm khi mà mình dùng ấy thì là cái chất lượng và cái hiệu quả mà nó mang lại có đúng như là quảng cáo hay không. Đấy, thì đấy là cái tiêu chí mà để chúng tôi lựa chọn những cái sản phẩm mà được sử dụng. Theo nghệ sĩ Vân Dung, gương mặt đại diện cho mỹ phẩm Doris cho rằng một làn da khỏe đẹp không phải là món quà của tự nhiên mà có được nhờ các thói quen luyện tập thể thao, cân bằng dinh dưỡng và việc chăm sóc da đúng cách. Việc lựa chọn dòng mỹ phẩm với chiết xuất thiên nhiên là xu hướng lựa chọn hàng đầu của giới nghệ sĩ cũng như chị em phụ nữ hiện nay. Sau nhiều năm nghiên cứu, với tiêu chí sản phẩm thiên nhiên hướng đến là tự nhiên, đơn giản mà hiệu quả, hãng mỹ phẩm cao cấp Doris đã phát hiện ra hoạt chất Seed White được chiết xuất từ vỏ gỗ cây tùng với 6 công năng trong một hoạt chất như chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi các tác nhân môi trường, tăng sinh collagen và làm trắng da. Doris là thương hiệu mỹ phẩm ra đời vào năm 2018. Tuy nhiên, cái lý do để Doris ra đời tại cái thời điểm này bởi chúng tôi nhận thấy rằng là niềm tin của người tiêu dùng về các sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam đang bị lung lay rất nhiều. Khách hàng đã bị khủng hoảng niềm tin bởi chúng ta có thể thấy rằng những hãng mỹ phẩm có mác từ thiên nhiên đang mọc lên như nấm sau mưa và chúng ta gần như là không biết đâu mà lần đối với những cái sản phẩm này. Thì với cái lý do đó thì chúng tôi đã cho ra đời những cái sản phẩm đầu tiên của công ty cổ phần Doris Việt Nam. Với dây chuyền sản xuất hiện đại đạt các tiêu chuẩn khắt khe của châu Á, mỹ phẩm Doris đang trong quá trình hoàn tất thủ tục mở văn phòng đại diện tại Malaysia và Hàn Quốc, đã cho thấy sự khát khao và niềm tự hào khi mỹ phẩm thiên nhiên Việt đang vươn tầm ra thế giới. Đây sẽ là thước đo chất lượng uy tín mà các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới. Và để lựa chọn sản phẩm an toàn, người tiêu dùng nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ cũng như tem mác của sản phẩm, tránh việc mua phải hàng giả, nhái, kém chất lượng. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, bất chấp hàng rào thuế quan của Mỹ. Ngoài ra, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ vẫn giữ gần mức kỷ lục. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 của Trung Quốc tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 11,2% trong tháng 6. Mức tăng này vượt dự báo tăng 10% mà giới phân tích đưa ra trước đó. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, Mỹ chính thức áp thuế 25% lên 37 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc cũng áp thuế 25% lên 34 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Mỹ ngay sau đó. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 cho thấy việc đánh thuế này chưa có nhiều tác động. Cùng với đó, thặng dư thương mại Trung Mỹ chỉ giảm nhẹ còn 28,9 tỷ đô la Mỹ từ mức kỷ lục 28,97 tỷ đô la Mỹ thiết lập trong tháng 6. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Kinh tế số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.